Hello, xin được gửi lời chào đến toàn thể các quý cô chú anh chị em các bạn, những người đã luôn đồng hành theo dõi kênh của mình. Sau một cái chuỗi ngày đi vào trong rừng sâu lăn lộn và ăn ngủ tại rừng thì mình đồng hành cùng với mấy anh em nữa đã về đến nhà và đưa được những cái cây lan hải hương này từ trong rừng trở về. Và hôm nay thì mình sẽ lên cái video này chia sẻ cho các bạn là vẫn rất là nhiều những cái đơn lan hải hương với giá chỉ 200.000 để cho anh em đam mê. Và còn một vài loại nữa, mình sẽ giới thiệu cho mấy cái loại lẻ lẻ này trước. Đây là có một cái đơn tiểu kiếm cara, rất nhiều nhưng mà nó lại không được rề to. Đấy. Hoa thì đang nở rồi. Đây là hoa đây các bạn, đang nở, anh em mình chuyển từ trong rừng sâu về đây. Đơn này thì giá 250.000 các bạn nhé. Nó không có rề to, mặc dù là rất nhiều, anh em mang về trồng, tập chơi. Đơn tiểu kiếm cara và có một đơn phi điệp vàng thì rất là nhiều, nhưng mà cái loại này thì thân nó dài nhưng đóng vào thùng nó khó. Để gộp một đơn như thế này giá 300.000 này, cho anh chị em nào muốn về làm được một vài giò, trồng mấy giò cơ, không phải một giò đâu, bởi vì rất nhiều, 300.000. Và mình có 3 đơn lan hải Helen, mỗi đơn giá 150.000 các bạn nhé. Đây là đơn số 1, 150.000. Đơn số 2, 150.000. Đơn số 2 cũng 150.000 này. Và đơn số 3 cũng 150.000. Có 3 đơn lan hải Helen thôi. Và các đơn lan hải hương thì mình có hơn chục đơn. Và mình giới thiệu trước cho mấy cái đơn riêng riêng này. Đây là đơn lan hải hương, nó là hàng dề, thì có hai dề, nó hàng dề đẹp. Trong những cái đơn 200.000 thì vẫn có dề nhưng mà nó không được đẹp như thế này. Thì hai đơn này là 250.000 này, đơn dề số 1 này, đơn dề số 2 250.000 này, nó cũng có hai dề này. Và đơn số 3 cũng 250.000, nó chỉ có một dề thôi. Đấy, chỉ có một dề to thôi. Còn tiếp theo đơn số 4 là 300.000, hai dề. Rất là dày cây. Cực đẹp luôn. Đơn số 5 cũng 300.000, cũng là hai dề, rất là dày cây. Đấy, mình có 5 cái đơn này là giá nó không đồng giá thì mình chia sẻ trước các bạn xem. Còn đây là các đơn lan hải hương với giá 200.000 các bạn nhé. Mọi người có thể nhanh tay sưu tầm, còn nếu mà muộn quá thì sẽ không còn nữa đâu. Thường thì mình sẽ hết hàng sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Còn nếu mà các bạn xem muộn thì sẽ không còn nữa, thì lại hẹn đợt sau. Mọi người cứ nhắn tin cho mình sẽ điện trước các bạn nhé. Điện trước để mọi người lên xem. Mình xin giới thiệu qua. Số thì mình không cần đánh đâu, tại vì là mọi người cứ yên tâm, nếu mà mọi người chỉ định mua số nào thì đảm bảo mình sẽ lấy cho các bạn số đó là uy tín. Đây là đơn số 1 theo thứ tự từ đây sang. Đơn số 1 này. Đơn số 1 cho các bạn xem. Đấy. Đơn số 1 nhá. Bây giờ càng ngày càng hiếm, càng ngày càng khó tìm, cho nên là như năm nay thì trên thị trường thì giá hải hương nó đã bị đẩy lên khá là cao. Nhưng mà bên chỗ mình thì mọi người vẫn có thể sưu tầm, tại vì đây là cái công sức của mình tự đi lấy thôi, chứ không phải buôn bán. Nhưng mà buôn bán người ta phải bỏ cái tiền túi ra, bỏ cái tiền vốn ra mua, thì bắt buộc là mua đắt thì họ phải bán đắt. Còn bên mình thì đi rừng lấy được, cho nên là giá cả vẫn hợp lý, cho anh chị em vẫn mua được những cái cây hài to mang về trồng. Đây là đơn số 2. Đây là đơn số 3. Và đây là đơn số 4. Tiếp theo là đơn số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Số 10. Đơn số 11. Mọi người cứ xem kỹ và chọn nhé, và chọn nhanh lên một chút nhé, không thì nếu mà muộn quá thì lại hẹn dịp khác thì anh em mình lại đi rừng và sưu tầm cho mọi người sau. Đây là đơn số 12. Đơn số 13. Đơn 14. Đơn 15. 16. Và 17.
Đó, mình có tất cả 17 đơn lan hài hương cho tất cả các cô chú bác anh chị em nào mà chưa có thì có thể sưu tầm và nhớ là liên hệ vào cái số điện thoại hoặc là Zalo của mình nhé. Thì mình sẽ bán hàng trong thời gian buổi sáng ngày hôm nay, xong là chiều thì có khi là đóng gói để gửi kịp thì mình sẽ gửi trong buổi chiều. Tiền cước đối với các đơn hàng lan hài hương này thì nó sẽ rơi vào khoảng 30.000 một đơn hàng nhé. Và mình sẽ gửi đến một số khu vực nào mà không bị ảnh hưởng dịch. Còn nếu mà chỗ nào vùng dịch ấy, các bạn chấp nhận mua ấy, thì phải chấp nhận rủi ro. Tại vì vẫn có những đơn vị vận chuyển họ nhận gửi hàng vào, nhưng mà có thể thời gian nó sẽ lâu, thì mọi người phải chấp nhận rủi ro. Nhỡ đâu trong cái quá trình vận chuyển nó có hư hỏng gì, thời gian nó quá chậm, mà mọi người sẵn sàng mua thì mọi người chấp nhận cái rủi ro trong cái quá trình vận chuyển. Còn bên mình là cây thì rất là đẹp, anh em vừa chuyển từ trong rừng về, cũng phải lăn lộn trong đó 2 ngày các bạn ạ, ngủ trong rừng 2 ngày. Thì anh em mình mấy người mới sưu tầm được cái chỗ lan hài này, mà không phải lúc nào cũng sưu tầm được, mà cũng phải đến cái mùa này, mùa đông lạnh thì mình mới có thể đi vào trong rừng sâu. Tại vì nó rất là tốn thể lực, một ngày mình có thể đi được khoảng 4-5 ngọn núi, nó là chuyện bình thường, không phải núi nào cũng có. Đấy, thì tổng thể thì mình đã giới thiệu ở đây rồi, giá cả ở đây, mà mọi người muốn sưu tầm thì hãy liên hệ vào cái số điện thoại hoặc Zalo của mình. Mình sẽ lên đơn và chiều sẽ gửi hàng các bạn. Còn muộn hơn nữa thì có thể là mình lại đi vào trong rừng, và điện thoại thì mình sẽ không mang theo. Mình sẽ không mang cái điện thoại dùng để kết nối với các bạn. Tại vì cái điện thoại này thì vào trong rừng nó cũng không có sóng, mà mình đi rừng thì không có thời gian làm việc nghe điện thoại. Bởi vì là mình là anh em, bọn mình là người đi tầm lan thôi, chứ không phải là người buôn bán, thì lúc nào họ cũng ôm cái điện thoại và thuyết phục, mọi cách thuyết phục để các bạn mua hàng. Còn mình thì dành phần lớn thời gian để đi rừng và đi làm, cho nên là chỉ trong cái khoảng thời gian mình bán hàng thì mình sẽ sử dụng điện thoại. Còn nếu mà các bạn nhắn tin muộn, gọi điện muộn thì thông cảm là mình không nghe, lúc đó mình không nghe tại vì là mình không cầm điện thoại theo. Thì mình sẽ trả lời các bạn sau với các cái tin nhắn các bạn nhé. Đấy, thì mọi người ai muốn sưu tầm cái nào thì hãy liên hệ vào số điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video.